Xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em con vàng Victor anh em. Model là USWD7700 anh em ha. Thì con này thiết kế thì mặt rất đẹp anh em ha. Mặt này như cái mặt kính của mình vậy ha. Còn loa thì thiết kế là loa ba quay ha anh em. Một bát, một pin và một kép. Thì con này nó đọc tốt CD DVD. Thì nó MD nó không đọc anh em ha. Thì FM là 108 thì nó kết nối cổng AUX bên cổng AUX nữa. Thì AUX nó là cái đường line này anh em ha. Thì trước tiên thì mình test chức năng cổng AUX cho anh em nghe ha. Lội buồn dơ băng lau lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh. Nhau bay về đâu ngẩn ngơ lúc vườn bỏi nhau nào nhận khi ôm thêm súng tê tay đắm mắt theo bao hơ áo thơ dài nơi chốn xa buồn thương mẹ quảng canh em còn thiếu xác anh đèn sương mai mẹ biết ơ bây giờ con ngồi hố nhỏ gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm con đường xưa con đỏ tóc liều bần gió ru buồn bận hành quân đêm chẳng khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi thở vào đời tóc em ok ha, thế chức năng của CD ha em. Tôi còn trong ngóng làm chi nữa, đó đã đưa ngang từ thuở nào thì thôi người cứ chẳng bao giờ dám nói đâu. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đời con gái qua rồi từ ngày bước sang thuyền hoa kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa con này là
âm thanh ra điệu bài ba dãy anh em. Chia chạy anh em ha, chứ không phải là chỉ đi xỉn ha, đi mình ghi thôi. Con này thì FM là 108 nha anh em. Rồi ở nhà thì các con là nhiều dạng anh em ha, anh em nào thấy hay thì có thể mình đăng ký kênh anh em ha, thì có thời gian em sẽ quay nhiều con lên cho anh em tham khảo ha. Cảm ơn anh em nhiều ha.